Thưa quý vị và các bạn, lại một tuần nữa đã trôi qua. Như thường lệ, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức y tế đáng chú ý trong tuần vừa qua. Thừa cân, béo phì không chỉ ảnh hưởng tới vóc dáng mà còn tác động xấu tới sức khỏe của người bệnh, làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ở Việt Nam, tình trạng này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, là nguyên nhân gây ra các căn bệnh về tim mạch, tiểu đường, thậm chí là ung thư. Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra xu hướng tiêu thụ thực phẩm đang có sự thay đổi, chuyển dần sang chế độ ăn uống nhiều đường, nhiều chất béo, chủ yếu là các thực phẩm chế biến sẵn. Điều này sẽ làm gia tăng tỷ lệ thừa cân, béo phì một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, phương pháp ăn sử dụng 100% thực phẩm tự nhiên, không chứa các chất bảo quản kết hợp với công nghệ giấy lạnh fat-free đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ chuyên gia và người bệnh. Đây là công nghệ giấy lạnh ở nhiệt độ thấp, giúp điều chế sản phẩm mà không làm mất đi hoạt chất cần thiết. Khi kết hợp với chế độ ăn, đặc biệt Eat Clean sẽ giúp hạn chế dung nạp chất béo sau ăn, làm đẹp da, đồng thời hỗ trợ đốt cháy mỡ dư thừa nhanh chóng và nhân đôi hiệu quả giảm cân. Dựa theo những điểm mạnh của phương pháp ăn này, kết hợp cùng công nghệ sấy thăng hoa những thành phần quý như nhụy hoa nghệ tây cao cấp Sa Phong và lá sen giàu flavonoid, giúp hỗ trợ thúc đẩy phân hủy chất béo gấp nhiều lần so với phương pháp thông thường. Theo thống kê, cứ 100 phụ nữ Việt thì có tới 75 người mắc các vấn đề về da như sạm, nám, tàn nhang. Thậm chí tình trạng này đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, khiến cho nhiều chị em lo lắng, hoang mang, không biết nguyên căn của các bệnh này đến từ đâu. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra thâm nám, tàn nhang như do di truyền, do cấu tạo làn da, rối loạn sắc tố da, thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, stress hoặc do khí hậu và môi trường thay đổi khắc nghiệt. Việc nghiêm túc tìm hiểu cách điều trị nám, tàn nhang hiệu quả, an toàn là điều chị em cần đặc biệt quan tâm. Đã có rất nhiều người lựa chọn tìm tới bệnh viện da liễu, trung tâm uy tín để khám, điều trị. Tại đây, họ được các bác sĩ da liễu thăm khám, tư vấn, cần cung cấp bù đắp cho cơ thể một lượng vitamin nhất định, tái tạo da và ngăn ngừa sự biến đổi, rối loạn của các hormone, từ đó làm giảm nguy cơ xuất hiện nám. Đồng thời kết hợp sử dụng kem bôi và các thành phần lành tính, 100% từ thảo mộc tự nhiên như Essential Skin 5-in-1. Với dây chuyền sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, có nhà máy đạt chuẩn GMP và kết hợp từ các thành phần thiên nhiên như dầu quả bơ, lô hội, dầu tằm, cam thảo, linh chi. Kem có khả năng hỗ trợ làm tan ngay các hắc tố melanin tích tụ dưới da, xóa bỏ chân nám ngay từ gốc. Trị dứt điểm nám và tàn nhang, đồng thời dưỡng trắng da, mang lại cho phái đẹp một làn da căng bóng, rạng rỡ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tình trạng thừa cân béo phì là tình trạng tích lũy mỡ tại một vùng cơ thể hoặc toàn thân gây ra nhiều tác hại tới sức khỏe của người bệnh. Nhìn chung, bệnh thừa cân béo phì thể hiện trọng lượng cơ thể cao hơn trọng lượng mức cơ thể của người bình thường. Bên cạnh nguyên nhân chính do chế độ ăn uống, sinh hoạt, một số nguyên nhân khác gây thừa cân ở người trưởng thành là do yếu tố di truyền, do ảnh hưởng của việc sinh sản, tăng cân do tuổi tác, do lười vận động hoặc do một số bệnh lý. Người thừa cân béo phì sẽ có tỷ lệ bệnh tật cao hơn, đặc biệt là các bệnh mãn tính, không lây, nguy hiểm như tim mạch, tăng huyết áp, máu nhiễm mỡ, hô hấp, tiểu đường, loãng xương, bị gút, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, suy giảm trí nhớ. Nhận thấy được sự nguy hiểm của tình trạng tích tụ mỡ thừa lâu ngày, các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên duy trì tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày, áp dụng chế độ ăn khoa học, hợp lý, tránh thực phẩm nhiều chất béo, cholesterol, đồng thời tìm hiểu và kết hợp kem nano H cộng sử dụng bên ngoài để loại bỏ những vùng mỡ tích tụ, thấm sâu vào từng mô mỡ và đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể. Với thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên như tinh dầu gừng, quế, ô liu, được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn cGMP, quy trình khép kín, cùng đội ngũ chuyên gia nghiên cứu hàng đầu, khả năng đốt cháy mỡ thừa, nuôi dưỡng da trực tiếp từ đó sẽ hiệu quả, đảm bảo và an toàn hơn với người sử dụng.